Jean, mấy ngày nay bận quá, không quay được video. Hôm nay con chủ động con quay video cho mẹ xem nào. Hả? Đi đâu ạ? Bảo con quay video mà con mang cái đấy ra làm gì? Hả? Rồi, thế mẹ bỏ điện thoại lên đây để cho con quay nha. Được rồi, bây giờ trước khi quay con đứng lên con chào mọi người đi. Đúng rồi. Rồi, con chào mọi người đi ha. Ê, đúng rồi, cảm ơn mọi người thả tim cho con nha. Ý, đúng rồi. Rồi, bây giờ bắt đầu xuống để quay ha. Nào, nào. Lụi, lụi, lụi. Ây, tiết mục này giỏi quá. Chắc chắn là mọi người sẽ thả tim cho con này, đúng không? Thả tim cho con có cảm ơn mọi người, đúng không? Ý, giời.